Trong sáng nay ngày 3 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ chuyển nhượng hai dự án khu dân cư ven sông và Phước Kiển cho công ty Quốc Cường Gia Lai đối với bị cáo Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vụ việc gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử không chấp nhận quyết định kháng nghị của viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, không chấp nhận kháng cáo của 6 trên 9 bị cáo kháng cáo và kháng cáo của những người liên quan. Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Ngọc, bị cáo Phan Thanh Tân. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Trần Công Thiện 13 năm tù, Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty Tân Thuận 8 năm tù, Trần Tấn Hải, cựu phó tổng giám đốc công ty Tân Thuận 5 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Bích, cựu kế toán trưởng 2 năm 4 tháng tù, Nguyễn Hoàng Việt, cựu kiểm sát viên 3 năm tù, Nguyễn Xuân Tùng, cựu trưởng phòng kinh doanh tổng hợp công ty Tân Thuận 4 năm tù, bị cáo Phạm Văn Thông, cựu phó chánh văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh 11 năm tù, Huỳnh Phước Long, cựu trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh 9 năm tù. Riêng bị cáo Phan Thanh Tân, cựu phó chánh văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ở giai đoạn xét xử phúc thẩm đã nộp bổ sung 3,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác nên được hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Trước đó bị cáo này bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên mức 3 năm tù giam. Đối với kháng cáo của công ty Quốc Cường Gia Lai, tòa sửa bản án sơ thẩm hoàn trả hơn 16,9 tỷ đồng mà cơ quan điều tra đang tạm giữ cho công ty này. Tòa buộc các bị cáo phải bồi thường cho công ty Tân Thuận theo tỷ lệ bị cáo Thiện 50%, bị cáo Tất Thành Cang 10%, bị cáo Thông 10% và các bị cáo Hải, Việt, Tùng, Long bồi thường 6% một người. Đối với dự án khu dân cư ven sông, do phần diện tích đất này đã được Quốc Cường Gia Lai đầu tư xây dựng hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng, việc thu hồi dự án sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, làm mất an ninh trật tự tại khu vực nên không thu hồi. Đối với phần diện tích còn lại, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này. Riêng công ty Tân Thuận tiếp tục hoàn tất trách nhiệm liên quan.